Sang đến tập 3, có vẻ nhân cách thứ 3 của Moon Knight đã hiện lên rõ ràng, bạo lực và máu me hơn, chứ không còn chỉ là một giả thuyết như hai tập trước nữa. Ngoài ra, sự thật về cái chết của bố Layla cũng đang dần được hé mở. Liệu nó có liên quan trực tiếp đến Mark Spector và Arthur Harrow không nhỉ? Sau tập này, các bạn đã xác định được Steven hay Mark mới là nhân cách chính hay chưa? Cùng chúng mình tìm lời giải đáp nhé! Qua đoạn hội thoại giữa Layla và một người thân của gia đình, chúng ta cũng biết được thêm về quá khứ của cô. Theo đó, Layla từng hành nghề trộm cắp đồ cổ ở chợ đen, nhưng với mục đích là trả lại những người đã bị trộm trước đó, bởi vì they've already been stolen. Điều này đã khiến nhiều cái tên máu mặt ở Cairo khó chịu, và đó chính là lý do cô phải trốn ra nước ngoài trong suốt 10 năm. Layla chỉ trở lại khi biết chồng mình đang gặp nguy hiểm ở đây. Đoạn hội thoại cũng cho chúng ta biết thêm về người cha của Layla. Giống trong chuyện, ông cũng là một nhà khảo cổ và có vẻ là cũng bị sát hại tại khu nghiên cứu của chính mình. Cũng có thể chính bố của Layla đi tìm con bọ hung vàng để dò ra vị trí của nữ thần Amit. Do đó, nhiều khả năng cả Mark Spector và Arthur Harrow đều liên quan đến cái chết của ông, hoặc ít nhất là nắm được thông tin quan trọng về sự kiện này. Chúng mình sẽ trở lại với chi tiết này ở phần sau của video nhé. Ngày sinh của Layla là 28 tháng 10, trùng với nữ diễn viên May Kalamaui. Nếu đúng như vậy, thì có vẻ cô cũng không bị bay màu sau cú búng tay của Thanos. Nhưng chúng ta cũng không thể chắc chắn về điều này vì đây chỉ là hộ chiếu giả. Ở tập trước, chúng mình đã đề cập đến việc nhân cách thứ 3 đã bí mật xuất hiện và còn tán tỉnh một hướng dẫn viên ở bảo tàng nơi Steven Grant làm việc. Và ở tập này, anh ta còn táo tận hơn khi ra tay tan bạo, thậm chí giết người trước sự ngỡ ngàng và sợ hãi của cả Mark và Steven. Có thể thấy, ở tập này, Jake đã xuất hiện ít nhất 2 lần. Lần đầu tiên diễn ra ở giữa thời Mark kề dao vào cổ kẻ địch và lúc anh tỉnh dậy trên taxi để ra sân bay. Đó là lý do mà khi thấy Mark, bọn chúng vội vàng bỏ chạy chứ không mang dao vào đánh nhau như ở trên sân thượng nữa. Ở lần thứ hai thì dễ nhận biết hơn khi xung quanh nhân vật này toàn là xác chết, nhưng cả Mark và Steven đều không làm gì và cũng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Không thể loại trừ khả năng chính Jake Lockley đã giết đám thuộc hạ của Arthur Harrow trong tập đầu tiên. The idiots in control. Câu nói này chính là sự thất vọng của Khonshu khi thấy người đang chiếm cơ thể này không phải Mark, cũng chẳng phải là Jake Lockley. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng chính Khonshu đã điều khiển cơ thể của Mark và Steven để giết nhóm thuộc hạ của Arthur ở Ai Cập, nhằm ép gã trẻ tuổi nhất phải khai ra vị trí của tên phản diện. Trong tập 1, Steven đã khẳng định nhóm Enid có 9 vị thần, chứ không phải là 7 như trong poster quảng cáo ở bảo tàng. Đến tập 3, Khonshu triệu tập họ ở bên trong kim tự tháp để đòi trừng phạt Arthur Harrow. Ở đây, chúng ta có thể thấy 9 bức tượng biểu trưng cho 9 vị thần Enid của MCU. Tuy nhiên, cuối cùng thì chỉ có 5 người xuất hiện, bao gồm Hathor, nữ thần tình yêu và âm nhạc, Horus, thần chiến tranh và bầu trời, Isis, thần ma thuật và chữa lành, Tefnut, nữ thần mưa và khí ẩm, cuối cùng là Osiris, thần âm phủ và mùa màng. Vậy ở MCU, chuyện gì đã xảy ra với những vị thần khác và tại sao những người đại diện của họ không có mặt ở kim tự tháp nhỉ? Trong truyện tranh Marvel, nữ thần Bast nằm trong nhóm cửu thần kể trên và được hé lộ trong Black Panther. Vậy, tại sao avatar của bà cũng như vị thần khác không xuất hiện ở kim tự tháp nhỉ? Phải chăng đó là hậu quả của trận chiến với Amit từ 2000 năm trước? Sắp tới, Thor Love and Thunder còn giới thiệu thêm cả Gorr, kẻ sát thần. Liệu hắn có liên quan đến những vị thần trong Moon Knight không? Hay chỉ có liên hệ tới Thor và những nhân vật được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu thôi? Chúng ta phải đợi đến khi phim công chiếu thì mới biết được. Trong cuộc trò chuyện với các Enid, Khonshu có đề cập đến Overvoid hay là miền hư vô. Nếu như ở thần thoại Ai Cập, những vị thần này được thờ phụng ở Heliopolis thì trong chuyện, cái tên này có thêm chữ Celestial ở phía trước. Có thể, Overvoid là nơi các vị thần Ai Cập sinh sống, giống như Asgard của Odin, Thor và Loki. Đáng chú ý, cả những Eternals và Enid đều khẳng định là không can thiệp vào cuộc sống của loài người mà chỉ quan sát thôi, và điều này là lời giải thích hoàn hảo cho cái búng tay của Thanos trong Infinity War. Tuy nhiên, trong Eternals, chủng tộc bất tử này đã buộc phải nhúng tay vào cuộc sống của con người để bảo vệ họ khỏi Celestials. Và có vẻ, điều tương tự sẽ diễn ra nếu Mark Spector giải thoát được Khonshu ở những tập tiếp theo. Ở phân cảnh này, giọng của nhân vật chính đã khác một chút so với Mark Spector. Có lẽ nào đây chính là Jake Lockley? Liệu chiếc mũ có hình giống trăng khuyết mà lại màu đen này ám chỉ phần nhân cách máu me, bạo lực và đen tối nhất của nhân vật chính? Beck, tay sai của Mogart, có nhắc đến Madripoor, một địa điểm quan trọng trong The Falcon and the Winter Soldier và là nơi Sharon Carter rất ăn nên làm ra. Với việc Layla hành nghề ăn trộm và buôn đồ cổ, thì chưa biết chừng cô và cựu nhân viên S.H.I.E.L.D. có liên hệ với nhau trong quá khứ. Trong chuyện, đây là một địa điểm rất nổi tiếng với loạt dị nhân. Nó được chia ra High Town, một nơi siêu giàu, và Low Town dành cho những người nghèo. Có lẽ, trong mùa tiếp theo của The Falcon and the Winter Soldier, chúng ta sẽ được đến thăm địa điểm này thường xuyên hơn và có thể còn được kết nối với câu chuyện của Moon Knight. Có thể, cả Anton Mogart cũng liên quan đến Sharon Carter trong quá khứ vì anh ta cũng đã có mặt ở Madripoor và từng làm ăn với Layla. Trong chuyện, anh ta là một tên trộm trang sức và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị, nhưng không phải để bán lấy tiền. Anton Mogart còn được biết đến với cái tên Midnight Man và từng không ít lần đối đầu với Moon Knight. Đỉnh điểm
là một lần hắn gạ Bushman hợp tác để tiêu diệt hiệp sĩ Anh Trăng, nhưng lại bị chính kế hoạch của mình hạ gục. Theo trang IMDb, Mogart sẽ còn trở lại ở 3 tập phim tiếp theo. Do đó, cú ném này của Moon Knight vẫn chưa thể kết liễu anh ta được. Có thể, ở tập tiếp theo, anh ta sẽ giúp Arthur Harrow hồi sinh Ahmed. Nếu như vậy, lực lượng của tên phản diện sẽ tăng lên đáng kể, trong khi Mark Spector thì không nhận được sự trợ giúp của Khonshu nữa. Arthur Harrow trực tiếp nhắc đến cái chết của bố Layla và còn khẳng định Mark Spector không nói thật với Layla về chuyện này. Có lẽ nào, câu chuyện về người cha khảo cổ học của Layla không hề đơn giản như phiên bản truyện tranh? Nếu bỏ ra thêm một chút thời gian tìm kiếm, bạn sẽ biết tên đệm của Layla là Abdallah, dịch ra tiếng Việt là đầy tớ của thần. Liệu đây có phải là một ám thị cho thấy cô có thể sẽ trở thành người đại diện của Amit trong những tập tiếp theo? Và điều đó sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Khonshu chọn Mark Spector làm nắm đấm của mình vì rõ ràng là tâm trí của anh có vấn đề. Có vẻ Amit chọn Arthur Harrow vì hắn suýt bị hủy hoại hoàn toàn khi làm avatar của thần mặt trăng. Do đó, điều kiện để Amit chọn Layla chắc hẳn là tâm trí của nhân vật này không còn được như trước nữa. Và thứ đủ mạnh để khiến cô trở nên như vậy chính là sự thật về cái chết của bố cô. Hơn nữa là nó phải trực tiếp liên quan đến Mark Spector, chồng của cô. Hình ảnh mặt trăng trong đoạn credit phim ngày càng rõ và lớn hơn qua các tập phim. Có thể, ở tập cuối, trăng sẽ tròn và chúng ta sẽ được chứng kiến Moon Knight phiên bản mạnh nhất. Cuối phim là lời tưởng nhớ đến Gaspar Ulliel, người thủ vai Anton Mogart. Hồi cuối tháng 1 năm nay, anh đã gặp tai nạn khi trượt tuyết ở vùng Savoie, nước Pháp và qua đời vì chấn thương não nghiêm trọng. Gaspar Ulliel từng thủ vai nhà thiết kế Yves Saint Laurent trong bộ phim Saint Laurent. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều dự án lớn khác như A Very Long Engagement và It's Only the End of the World. Sau khi Khonshu bị nhốt vào tượng đá, Mark Spector sẽ mất bộ giáp Moon Knight và phải tay không đánh giặc. Lợi thế duy nhất mà Mark và Layla có chính là tọa độ của nữ thần Amit. Tuy nhiên, có vẻ Arthur Harrow đã có mặt ở đây từ trước và một mình tay lính đánh thuê Mark hoặc Jake Lockley sẽ phải chống lại chúng. Không có bộ giáp và sức mạnh mà Khonshu trao tặng thì có thể nhân vật chính sẽ bị bắt lại và bị đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc một trại giam ở Ai Cập. Có thể chính Layla và Yazil, thế thần của Hathor, sẽ giải thoát cho Khonshu, qua đó giúp Mark lấy lại sức mạnh và vượt ngục. Từ đó, anh có thể tiếp tục cuộc hành trình ngăn cản Arthur Harrow hồi sinh Amit. Tuy nhiên, đó cũng là lúc tên phản diện kịp thời đưa nữ thần kia trở lại thế giới loài người. Theo những thông tin trên IMDb, những tập tiếp theo còn có sự góp mặt của hai nhân vật tên là Wendy Spector và Elias Spector. Nhiều khả năng, họ là bố và mẹ của nhân vật chính, sẽ xuất hiện qua những phân cảnh hồi tưởng. Từ đây, chúng ta có thể suy ra Mark Spector là nhân cách chính chứ không phải Steven Grant như nhiều khán giả vẫn nghĩ sau khi xem tập đầu tiên. Ngoài ra, có thể sự thật về cái chết của mẹ anh sẽ được hé lộ trong tập 4. Các bạn thấy thế nào về những dự đoán vừa rồi và nghĩ điều gì sẽ diễn ra ở tập 4 của Moon Knight? Đừng ngại để lại những giả thuyết của bản thân để những người khác cùng đọc và bàn luận nhé. Và chúng mình sẽ gặp lại các bạn trong video về tập 4 đúng một tuần nữa. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.